Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Buổi tối, oan nghiệt. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11, Phan Minh Mẫn, sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Kinh tế Nghiệp vụ Phú Lâm, đi học về nhà thì thấy cha say rượu nằm ngủ dưới đất. Nhớ lại thủ cũ khi cha mỗi lần quắc cần câu thường thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mình và mẹ. Mẫn bột phát nảy sinh ý định phải thủ tiêu tên bậm rượu. Mẫn đến một tiệm tạp hóa gần nhà mua 4 mét dây điện có gắn phích cắm. Về nhà, Mẫn cắm điện, dùng đầu dây hở chích vào giữa nách, bụng và ngực của cha. Khoảng 5 phút thì nạn nhân qua đời. Sau khi gây án, Mẫn cầm ổ cắm chạy ra trước nhà, định ném xuống dòng kênh thì thấy mẹ chở em gái đi học vừa về tới. Lúc này Mẫn liền nói, mẹ đừng báo công an nha mẹ. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ Mẫn hỏi lại, có chuyện gì mà đừng báo công an? Thì Mẫn trả lời, con vừa dí điện cha. Nghe đến đây, em gái Mẫn xuống xe, vừa chạy vào nhà, vừa khóc. Mẹ Mẫn bật khóc rồi nói, sao con lại làm vậy? Ông là cha con mà. Nghe thấy thế, Mẫn im lặng. Lúc này mẹ Mẫn chạy vào ngồi xuống lay chồng và gọi, ông ơi, ông ơi. Sau đó vì quá rối trí, mẹ Mẫn kêu con gái ra chở bà nội, còn Mẫn qua chợ Lê Minh Xuân chở cô ruột vào nhà. Sau đó mọi người tiến hành hô hấp nhân tạo rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Tội ác của Mẫn nhanh chóng bị cơ quan công an lật tẩy. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Mẫn tội sát hại người. Đứng trước vành móng ngựa, suốt phiên xử Mẫn luôn cúi gằm mặt. Đôi lần được chủ tọa nhắc nhở, Mẫn ngẩng mặt lên được một lát rồi lại cúi xuống, tránh ánh mắt nghiêm nghị của cả hội đồng xét xử, chăm chú nhìn mình. Đại diện cho gia đình bị hại, bà nội bị cáo trình bày, con tôi thật quá quắt, lấy vợ 20 năm rồi nhưng tính tình của nó không thay đổi. Vợ nó đi làm cực khổ nuôi con ăn học, lo cho gia đình, còn nó tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt, say xỉn, về lại động tay chân với vợ con. Thấy con dâu tôi sống với chồng khổ quá, tôi khuyên nó bỏ chồng, mà nó không nghe, cứ nín nhịn chồng. Nó chịu đựng thằng đó 20 năm nay, thằng con tôi mà còn sống là con dâu tôi còn khổ. Cháu tôi tuổi trẻ bồng bột nên mới hành động như thế, xin tòa cứu xét, chứ hàng ngày nó hiền lành lắm. Chưa nói hết câu, bà nội của Mẫn đã khóc như mưa. Xin tòa hãy giảm án cho con tôi. Đứng trước tòa, mẹ Mẫn chỉ nói được bấy nhiêu đó rồi nghẹn giọng. Vị hội thẩm phân tích, chính hành vi của chồng bà với bà và các con đã gieo vào lòng bị cáo những ý nghĩ xấu. Luật pháp có quy định, đáng lẽ ra khi chồng có những hành vi không đúng với mình và các con, bà phải trình báo với chính quyền địa phương hoặc đoàn thể nơi cư trú để có hướng giải quyết. Đằng này bà lại nín nhịn từ năm này qua năm khác để con cái bức xúc rồi đưa đến hậu quả ngày hôm nay. Nhận định vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là bất chấp pháp luật, bất chấp dư luận xã hội, không còn tính người khi ra tay sát hại cha ruột của mình. Hội đồng xét xử đã bác lời bào chữa của luật sư, chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát, tuyên đề nghị mức án cao nhất đối với bị cáo Phan Minh Mẫn. Nam sinh viên sát hại cha được cải tử nhờ luật sư. Luật sư Hồ Nguyên Lễ đang loay hoay sắp xếp tài liệu văn phòng thì có hai người phụ nữ bước vào nhờ luật sư bào chữa vụ án hình sự. Người phụ nữ lớn tuổi nghẹn ngào nói vừa vào thăm con trai đang bị giam ở Chí Hòa. Họ đi ngang đây nhìn thấy biển hiệu văn phòng luật sư người nghèo, nghĩ rằng có thể giúp được nên vào hỏi thăm. Rồi chị trình bày, chị là mẹ của bị cáo Phan Minh Mẫn, vừa bị tòa cấp sơ thẩm xử tội sát hại người với mức án cao nhất là tử hình. Bị hại chính là cha đẻ của bị cáo. Người phụ nữ ngồi cạnh là cô ruột của bị cáo. Luật sư Lễ đọc đi đọc lại tập hồ sơ vụ án của Mẫn.
vì sao Mẫn lại có những hành động đặc biệt nghiêm trọng đến thế? Vì sao bà nội Mẫn lại kể tội cha Mẫn, không oán giận Mẫn? Vì sao mẹ Mẫn lại có hành vi che giấu tội phạm, nhưng cơ quan điều tra không khởi tố xử lý? Đọc xong bản khai, luật sư Lễ đã quyết định bào chữa miễn phí cho Mẫn. Luật sư Lễ quyết tìm hiểu thêm nhận xét đánh giá của hàng xóm về Mẫn. Họ nói Mẫn rất đáng thương. Tuổi thơ của hai anh em Mẫn là những ngày dài, sống trong nỗi lo lắng, phập phồng, với những chịu đựng cùng cực của mẹ vì những trận đòn nối tiếp của cha. Luật sư Lễ đề nghị họ đồng lòng ký tên tập thể, đơn xin cứu xét gửi tòa giảm nhẹ hình phạt đối với Mẫn vì suy nghĩ nông cạn mà bị cáo đã phạm trọng tội. Luật sư Lễ lại tìm đến ngôi trường nơi Mẫn đang học. Tại đây, ông gặp được thầy Nguyễn Công Thạnh, chủ nhiệm lớp Mẫn, nhận xét em Mẫn rất chăm chỉ, chịu khó trong học tập, có bản tính hiền lành, điềm đạm. Tôi xin trích lục toàn bộ bảng điểm quá trình học tập của em. Khi luật sư Lễ đặt vấn đề để thầy và tập thể lớp hãy cùng hành động cứu em Mẫn, và họ đã đồng thuận. Rồi thầy hiệu phó tổ chức buổi gặp gỡ với các thầy cô trong trường để trao đổi cùng luật sư biện pháp giúp Mẫn. Sau đó đoàn trường đã làm văn bản gửi tòa án kiến nghị giảm mức án phạt đối với thanh niên Phạm Minh Mẫn. Luật sư Lễ viết thư và tìm gặp tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, trưởng bộ môn tâm lý học, khoa tâm lý giáo dục, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để có tiếng nói chuyên môn về tâm lý. Ngoài ra, bác sĩ Ngô Tích Linh, giảng viên bộ môn tâm thần học, trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giúp đỡ luật sư nhiệt tình trong việc phân tích yếu tố tâm lý học đối với hoàn cảnh của Mẫn để có thêm tư liệu nghiên cứu. Các bài phân tích của họ đã giúp vị luật sư có thêm sức thuyết phục trong bài bào chữa của mình. Chưa an tâm, luật sư Lễ lại viết thư gửi Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhờ giúp đỡ, rồi đến gõ cửa các cơ quan đoàn thể khác như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, báo chí cùng lên tiếng bảo vệ Mẫn. Ngày 21 tháng 9 năm 2010, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Mẫn. Hôm đó phiên tòa đầy áo trắng, họ hầu hết là sinh viên, bạn của Mẫn, rồi còn có những cô dì quần áo lam lũ là hàng xóm của Mẫn, cũng đến dự ngồi chật ních phòng xử. Bà nội Mẫn thì luôn tay khấn vái cầu mong cháu nội được sống. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bị cáo sát hại cha có nguyên nhân xuất phát từ việc trước đó cha bị cáo có hành vi quá tệ bạc những người trong gia đình, kích động đối với bị cáo. Cấp sơ thẩm chưa đánh giá đầy đủ các tình tiết xảy ra vụ án, chưa xem xét đầy đủ nguyên nhân, mục đích, động cơ phạm tội của bị cáo, nên hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát, kháng cáo của bị cáo, của mẹ và bà nội của bị cáo, ghi nhận lời bào chữa của luật sư nên giảm án cho bị cáo từ tử hình xuống chung thân. Ám ảnh tuổi thơ. Gặp Mẫn tại trại tạm giam Thủ Đức, đóng tại tỉnh Bình Thuận, thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an. Trong suốt cuộc trò chuyện, hai tay Mẫn cứ vân vê tà áo và không dám ngẩng lên. Nước mắt lăn dài, Mẫn tâm sự. Ký ức tuổi thơ của em chỉ là những lần say xỉn cùng những trận đòn roi của ba. Ba em chỉ biết hành hung mẹ con em và nhậu nhẹt. Có khi trong nhà chỉ còn 5.000 đến 10.000 đồng, ba em cũng lấy đem đi. Nơi Mẫn sinh ra và sống những năm tháng tuổi thơ là ấp 1, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi ấy khoảng chục năm trước vẫn chủ yếu là những công đất với rậm rạp lau sậy, nên cuộc sống của gia đình Mẫn rất vất vả. Cha Mẫn không nghề nghiệp, lại hay nhậu nhẹt, nên mọi gánh nặng, cơm áo, gạo tiền đều dồn lên đôi vai của mẹ Mẫn. Ngay từ nhỏ, Mẫn lúc nào cũng thương mẹ và luôn ao ước lớn lên sẽ làm ra nhiều tiền để mẹ cậu bớt khổ. Mẫn hồi tưởng, ngày xưa còn nhỏ, em và em gái cứ mỗi lần nghe tiếng ba về là lại cắm đầu bỏ chạy vì sợ ăn đòn. Chuyện ba chốt cửa không cho ba mẹ con vào nhà khiến mẹ con em phải ngủ ngoài sân không phải là chuyện hiếm. Có lần phải ngủ ngoài sân khi trời mưa, đứa em của em đã bị viêm phổi mất gần một tháng. Dừng lại một lát, Mẫn tiếp tục kể về tuổi thơ đau khổ của mình. Khi học lớp 6, một lần em đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng ba về nên vội cắm đầu chạy, do lúc sáng em mới bị ba cho ăn đòn. Do trời tối, em chạy đâm sầm vào bụi lau sậy ở vườn nhà hàng xóm. Ba em chạy theo và đứng gọi, có phải thằng Mẫn đó không? Do sợ ba quá nên em không dám trả lời, cứ nằm ở đó mãi đến nửa đêm mới dám về nhà. Những lần như thế là mẹ em lại thức trắng đợi em về.
Nhưng rồi Mẫn đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để thi đỗ vào chuyên ngành sửa chữa ô tô của trường cao đẳng nghề Phú Lâm. Thực ra ngành mà Mẫn muốn học là công nghệ thông tin, nhưng lúc đó cha Mẫn nói nếu mày thi khoa sửa chữa ô tô thì tao sẽ cùng với mẹ mày làm việc để lo cho, còn nếu mày học công nghệ thông tin thì tao mặc kệ. Nên Mẫn đành gác lại đam mê. Nghĩ lại những hành vi sai trái của mình, em biết thật dại dột vì cuối cùng mẹ em vẫn là người đau khổ nhất. Ba không còn, mẹ còn mang tiếng vì em là đứa bất hiếu. Nếu được làm lại, em sẽ đi khỏi nhà và tự kiếm sống. Khi nào cuộc sống của em có thể san sẻ được gánh nặng với mẹ thì em sẽ quay về. Mẫn nói thêm, khi tòa tuyên án, em chỉ kịp nhìn thấy tay mẹ chới với theo em khi em bị đưa về trại tạm giam. Những lúc trong trại giam Chí Hòa, chờ ngày ra pháp trường, em mới thấy khao khát được sống. Trong buồng giam tử tù, cứ mỗi lần tiếng cửa ken két mở là mỗi lần trái tim em muốn nhảy ra ngoài vì nghĩ là tới lượt mình. Rồi Mẫn trầm ngâm nói, khi con người ta sắp bước qua cửa tử là lúc con người thiện và thật nhất. Thời gian ở buồng giam tử tù, em đã được nghe tâm sự của nhiều phạm nhân khác về những vấp ngã trong cuộc đời của họ và trong đó có cả những kỷ niệm vui nữa. Lúc đó em đọc được trong mắt họ niềm nuối tiếc và khao khát sống. Sau này khi em được xuống án, niềm vui đó khiến em reo lên vì sung sướng khi về đến buồng giam. Các tử tù có mặt lúc đó đều chúc mừng cho em, nhưng em nhìn thấy trong mắt họ được buồn vì đã không được may mắn như vậy. Hôm vừa rồi, có một phạm nhân mới chuyển xuống, cho biết là những người ở cùng buồng với em hôm trước đều đã bị thi hành án cả rồi chị ạ. Giữa ranh giới của sự sống và của tử, Mẫn mới thấy thương mẹ và em gái hơn bao giờ hết. Trong mắt của Mẫn thì mẹ em là một người phụ nữ rất đẹp. Nhưng bởi cuộc sống vất vả nên dù mới gần 40 tuổi, mẹ em đã bị rất nhiều căn bệnh hành hạ như gai cột sống, đau thần kinh tọa. Em lúc nào cũng nghĩ về mẹ, chỉ mơ ước sớm được về đỡ đần mẹ thôi. Mỗi ngày em đều không dám nghĩ nhiều đến thời gian vì nghĩ nhiều, tư tưởng sẽ nặng nề, khó cải tạo. Và nếu em lại sai lầm thêm một lần nữa, thì ngày về của em với mẹ càng xa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.